Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh My Bitcoin. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tham gia vào hai cái đợt airdrop của hai dự án trên Telegram nha các bạn. Thì đây là đợt airdrop trên bot của Telegram, tương tự như các con bot khác mà trước đây chúng ta đã làm thôi. Thì đây là hai cái dự án mới. Thì đầu tiên đó là cái dự án Sidekick. Thì Sidekick này nó cũng vừa mới ra mắt thôi. Thì đối với cái dự án này thì là một cái dự án là làm về mảng Subsequent nhé, làm về mảng mạng xã hội với lại là game đấy. Thì con này thì vừa rồi nó chiến thắng trong cái chương trình là MBV của Binance. Thì và cái dự án này cũng được sàn Binance là đầu tư luôn nha. Tuy nhiên thì về cái mức đầu tư thì hiện tại họ chưa công bố nha. Thì cái dự án này riser bao nhiêu thì họ chưa công bố đấy. Ok, thì đó là dự án Sidekick thứ nhất. Và cái dự án thứ hai mình giới thiệu tới đó là dự án Dogecoin. Thì dự án Dogecoin này thì chúng ta cũng sẽ tap ở trên bot Telegram. Thì đối với cái dự án này là một cái dự án là một cái mạng lưới, đó là Layer 2 của Tron nha. Thì nó được hỗ trợ bởi Arbitrum đấy. Thì cái mạng lưới Dogecoin này nó được phát triển bởi đó là Tron Chaos nha, của cái đội nhóm đó là Tron Chaos đấy. Thì đối với cái dự án này thì về mặt riser của họ là bao nhiêu thì cũng chưa công bố nha các bạn. Về họ riser được bao nhiêu thì chưa công bố, tuy nhiên nó được hỗ trợ bởi Arbitrum. Thì con này là mạng lưới layer 2 của Tron nha, thì tương thích với chuỗi LVM, chuỗi Ethereum đấy. Thì mình đánh giá cũng khá là ổn cho so với là hai cái dự án này, cũng khá là ngon đó. Free thì chúng ta cứ làm thôi. Ok, thì đối với cái dự án đầu tiên Sidekick thì các bạn vào đường link dưới phần mô tả video đó, các bạn mở con bot trên Telegram ra. Thì trong con bot thì các bạn nhấn nút start giúp mình đấy. Sau đó thì các bạn làm một số nhiệm vụ như sau. Sau khi các bạn nhấn nút start thì con bot nó sẽ phản hồi lại cho các bạn như sau. Đầu tiên là các bạn nhấn vào chữ play này nha. Các bạn nhấn vào chỗ play, còn không thì từ từ các bạn hãy play. Các bạn có thể là nhấn vào, các bạn làm một số nhiệm vụ chẳng hạn như là join Telegram này, join TG là Telegram, các bạn nhấn vào. Đó, thì sau đó nó sẽ dẫn các bạn đến Telegram thì các bạn join vào thôi nha. Join vào. Hiện tại đang bị lỗi sao các bạn? Group full. Hiện tại thì cái Telegram của họ thì đã full rồi các bạn. Full rồi các bạn. Đó, các bạn nào mà join được thì join, còn không join được rồi thôi. Đó, sau đó các bạn chỉ cần là quay trở lại con boss thôi nha. Các bạn quay trở lại con boss. Đó, rồi các bạn có thể là nhấn nút follow Twitter này, subscribe channel thì các bạn nhấn vào subscribe này, join vào kênh channel của họ này. Đó. Sau đó các bạn quay trở lại bot, thì trên bot các bạn nhấn vào chữ play này, hoặc là các bạn nhấn vào chữ là tap to start nha. Đó, rồi các bạn mở ra, tương tự như là những con bot khác mà trước đây chúng ta làm của những dự án khác thôi các bạn. Đấy. Thì sau đó thì các bạn nhấn vào chữ start. Đấy, thì ở đây thì nó sẽ tính cái tuổi tài khoản Telegram của các bạn nha. Thì tài khoản Telegram của các bạn đó là sử dụng càng lâu năm thì các bạn sẽ nhận được nhiều điểm boy thôi. Đấy, ví dụ tài khoản của mình là sử dụng đã 5 năm rồi. Đó, thì nó hiện ra số 5 như thế này. Đó, nha. Sau đó thì các bạn nhấn vào chữ là Anversum. Đấy, thì sau đó thì các bạn sẽ thấy được là tuổi của các bạn càng cao thì cái số kim cương, thì kim cương là cho là điểm boy đi. Đó, thì cái tuổi Telegram của các bạn càng cao thì kim cương của các bạn là sẽ nhận được càng nhiều thôi. Đó, các bạn nhấn vào chữ Claim này. Ok. Thì sau khi các bạn claim xong nha. Sau khi các bạn claim xong thì các bạn sẽ thấy được ở trong mục này nó sẽ có một home này. Rồi top, top có nghĩa là rank đó các bạn. Rank của những người là rank top là điểm boy đó nha. Với lại là một invite, invite là cái mục để các bạn đó là lấy link red. Đấy. Còn mục reward đó là chúng ta các bạn có thể là đi làm một số nhiệm vụ nha. Đấy. Thì sau đó thì các bạn chọn qua cái mục reward này. Thì trong mục reward này các bạn sẽ thấy được một số nhiệm vụ này. Đó,
Dịch vụ đó là check account là 5 năm của tài khoản của các bạn này. Về season 1 thì season 1 đó là hình như là season 1 nó đã kết thúc lâu rồi các bạn nha. Thì đối với bạn nào hình như là cái dự án này bên season 1 nó không có trên bot đâu các bạn, season 1 có làm ở đâu đấy nha. Ok, còn tiếp theo đó là invite number thì các bạn có thể là đi tuyển thêm là 5 red để các bạn nhận thêm đó là 100.000 điểm kim cương này. Đó. Ngoài ra về phần task thì các bạn nhấn vào chữ task giúp mình nha. Các bạn nhấn vào chữ task này thì nó sẽ hiện ra một số nhiệm vụ này. Đó. Đầu tiên đó là subscribe channel để nhận kim cương này. Các bạn nhấn vào subscribe channel thì chúng ta đã join rồi, rồi các bạn quay trở lại thôi. Các bạn quay trở lại đó. Thì nó sẽ tự động hoàn thành và nó sẽ cộng cái điểm kim cương cho các bạn thôi nha. Đây, nó tích màu xanh như thế này là các bạn đã hoàn thành. Tiếp theo đó là join Discord thì các bạn nhấn vào. Hình như là về mặt Discord này nếu mà bạn nào mà sợ đầy thì các bạn có thể là không không cần join cũng được nha. Các bạn có thể là join sau. Những cái nhiệm vụ này các bạn chỉ cần là nhấn vào thôi nha. Các bạn về join Discord thì các bạn chỉ cần nhấn vào thôi thì nó sẽ tự động hoàn thành cho các bạn. Đối với cái nhiệm vụ join Discord này các bạn sẽ nhận được là đó là 3.000 điểm kim cương. Đó. Bạn nào muốn join thì các bạn join vào luôn cũng được. Đấy thì sau khi các bạn join vào kênh Discord xong thì nó sẽ phản hồi lại như thế này. Đó thì các bạn tích vào hai cái ô này, các bạn chọn hai cái ô này nha, tích vào chọn này. Sau đó các bạn nhấn nút Next này. Tiếp theo đó thì các bạn nhấn vào nữ, nhấn vào cái chữ đó là Finish. Đấy. Thì ở trong này thì các bạn không cần là verify gì nữa đâu nha. Các bạn không cần verify gì nữa đâu. Nếu mà các bạn muốn chat chít ở bên là nhóm Telegram của Việt Nam á thì các bạn có thể là chọn qua cái mục đó, mục là Language Select này. Đây gọi select này, rồi các bạn chọn cho mình đó là tiếng Việt, nhấn vào chữ tiếng Việt này, này để thêm cái role tiếng Việt vào đó. Thì sau đó các bạn kéo xuống bên dưới thì các bạn sẽ thấy được cái nhóm Việt Nam này đó. Trong đây các bạn có thể là chat với những anh em Việt Nam ở trong đây nha, bằng tiếng Việt đấy. Ok, thì sau đó tiếp tục các bạn quay trở lại con bot này nha. Các bạn quay trở lại con bot theo follow Twitter nhận 5.000 điểm thì các bạn nhấn vào, các bạn chỉ cần nhấn vào rồi các bạn follow thôi là được. Tiếp theo đó là cái nhiệm vụ đó là check outside GitHub page thì các bạn nhấn vào. Ở đây thì chúng ta là nhiệm vụ check có nghĩa là xem sơ qua cái website của họ thôi nha. Các bạn chỉ cần nhấn vào thôi là được. Đấy, sau đó các bạn tiếp tục quay trở lại bot là vào Reddit này, các bạn nhấn vào. Những cái nhiệm vụ này các bạn chỉ cần nhấn vào thôi nha. Các bạn chỉ cần nhấn vào thôi cũng được. Còn nếu mà các bạn muốn làm luôn thì các bạn làm luôn cũng được. Đấy. Rồi mở con bot ra lại này, follow folder này. Những cái nhiệm vụ này khá là đơn giản thôi các bạn. Join Telegram thì các bạn có thể là nhấn vào này. Thì nếu mà Telegram ở đây rồi thì các bạn không cần join nữa đâu nha. Đấy, các bạn chỉ cần nhấn vào thôi thì nó sẽ ok cho các bạn thôi. Hiện tại group nó bị full rồi. Đấy, các bạn nhấn vào thôi là nó hoàn thành cho các bạn. Đấy, nhiệm vụ follow folder này. Đấy. Các bạn nhấn vào thôi là hoàn thành xong. Đó, như vậy là các bạn đã hoàn thành xong. Còn đối với cái nhiệm vụ đó là tuyển năm bạn bè thì các bạn có thể là đi tuyển nha. Tuyển thì đó, sau đó các bạn chỉ cần tắt thôi nha, bên một reward này. Nếu mà các bạn tắt vào đây, nhấn vào nút dấu X này, tắt này, đó, nó sẽ cộng điểm bo cho các bạn này. Về cái mục task thì chúng ta đã hoàn thành xong rồi này. Đó. Còn về cái nhiệm vụ invite năm friend thì các bạn có thể là đi tuyển red thì để tuyển red thì các bạn chọn vào cái mục invite này. Đó, thì các bạn nhấn vào chữ là invite a friend. Thì sau đó thì các bạn có thể là gửi sang nha. Các bạn có thể là gửi sang một tin nhắn bất kỳ. Có nghĩa là các bạn gửi cho tin nhắn cho ai đó hoặc là các bạn send vào group hồi đó thì nó sẽ hiện ra cái link red cho các bạn thôi. Đợi mình tới. Đó, các bạn có thể là gửi vào cái channel gì đó,
các bạn có thể là gửi vào cái nhóm follow á, chéo follow này của mình đó nha, gửi vào đây này, rồi các bạn nhấn nút gửi thôi thì nó sẽ hiện ra cái link red của các bạn này đó, đấy nha, đây là red của các bạn thôi đó, các bạn gửi xong thì nó sẽ hiện lên red thôi đó. Thì hiện tại chỉ cần làm những cái task đơn giản như vậy thôi các bạn. Còn bên đây là hình như là cái SQL, các bạn có thể là đăng bài sao các bạn. Hiện tại nó đang là Robinson, nó chưa ấy hết, nó chưa cập nhật xong. Đấy. Ok. Thì đó là cái dự án Sidekick nha, cái dự án Sidekick. Tiếp theo đó thì cái dự án tiếp theo đó là dự án đó là DotGen. Đợi mình tới. Ok, thì về cái dự án DotGen thì các bạn cũng mở Telegram ra nha. Các bạn vào link con bot dưới phần mô tả video, rồi các bạn nhấn vào chữ launcher này. Ok, thì nó sẽ mở con bot ra cho các bạn thôi. Đấy. Thì trong con bot này thì các bạn nhấn vào chữ enter, các bạn lướt xuống một tí, các bạn nhấn vào chữ enter này. Ok, tiếp tục các bạn nhấn vào chữ enter thì đây là cái tên Telegram của các bạn thôi. Các bạn nhấn vào chữ enter. Ok. Tiếp theo đó thì các bạn nhấn vào chữ đó là Interdust Planet nha. Interdust Planet. Đấy. Thì ở đây các bạn sẽ kiếm được cái đồng quách này. Đây là cái đồng quách nha. Thì ở đây thì đối với cái dự án DotGen này thì các bạn cần phải tap nha, tap. Phải tap không ta? Đợi mình tí. À tap, tap nha. Tap ở đâu ta? Ủa hình như là hình như nó tự động đào cho các bạn hay sao các bạn ạ? À? Như nó tự động đào cho các bạn hay sao á? Ok, thì đối với phần này thì tiếp theo ở trên con bot này thì nó sẽ có một home, một web và lại là một friend. Thì một web các bạn chọn qua để các bạn làm nhiệm vụ nha. Các bạn nhấn qua cái một web này. Thì trong một web này các bạn sẽ thấy được một số nhiệm vụ, chẳng hạn như là follow này, follow DotGen này. Các bạn nhấn vào này. Thì nó sẽ dẫn các bạn đến trang Twitter của DotGen rồi các bạn follow thôi. Đó, follow này. Ok. Tiếp theo đó thì sau khi bạn follow xong thì các bạn đợi nó cập nhật thôi. Cái bot con bot nó hơi lắc nha. Còn join Telegram thì các bạn nhấn vào này. Rồi nhấn vào join channel này. Đó. Join xong thì các bạn quay trở lại con bot thôi. Đấy, nó hoàn thành rồi, nó hiện dấu tích bầu quê như thế này là các bạn đã hoàn thành này. Tiếp theo là subscribe channel YouTube thì các bạn nhấn nút go này. Nó sẽ dẫn các bạn đến trang YouTube rồi các bạn đăng ký kênh YouTube của họ thôi. Đó. Rồi quay trở lại boss. Theo đó là connect ton nha. Thì về connect ton thì các bạn có thể là connect với lại cái ví ton keeper của các bạn nha, cái ví ton keeper của các bạn. Thì đối với thì về ví ton thì chắc chắn các bạn đã có hết rồi. Thì bây giờ để connect thì mình sẽ hướng dẫn mọi người connect. Các bạn chỉ cần nhấn chữ connect thôi. Ok, đợi mình tí nha. Mình sẽ sử dụng. Thì ok, thì để connect với lại cái ví ton keeper thì các bạn cần phải có ví ton nha. Thì đối với bạn nào mà chưa có ví ton thì có thể là mình sẽ dẫn lại cái đường link ton keeper này để các bạn tải về nha. Dành cho bạn nào mà là người mới chưa có ví ton thì các bạn tải ví ton bằng điện thoại này, iOS hoặc là Android này, Google Play này. Đó, các bạn tải về rồi các bạn tạo ví rồi lưu lại chuỗi bảo mật như các ví EVM khác thôi. Đó, các bạn lưu lại. Thì sau khi các bạn ấy xong thì các bạn mở lên nha. Đấy. Đây cái ví ton keeper đây. Đó, sau khi các bạn tạo xong thì các bạn quay trở lại với con bot của DotGen nha, quay trở lại với con bot DotGen. Đấy. Thì trên con bot DotGen này thì nhấn qua một web lại này, bên một web này.
Đó, về phần connect này thì các bạn nhấn vào chữ nút go này. Đó, thì sau đó nó sẽ hiện ra cái dòng thông tin này, thì nó sẽ yêu cầu các bạn là có thể là lựa chọn những cái ví ton để các bạn connect. Thì các bạn có thể là connect thẳng qua cái ví mặc định của tài khoản Telegram của các bạn luôn nha, hoặc là các bạn connect qua bằng cái ví cá nhân, đó là ví ví ton keeper của các bạn này. Đó, thì ở đây mình sẽ connect bằng ví ton nha, tại vì ví Telegram thì khó sử dụng lắm các bạn nha. Thì ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng ví ton keeper đây, thì chúng ta sẽ cò chọn và nhấn vào ton keeper này. Đó, thì đó, sau đó nó sẽ hiện ra cái dòng thông tin connect như thế này, thì các bạn nhấn vào chữ Z, chọn Z này. Thì sau đó thì cái ví ton keeper của các bạn nó sẽ tự động mở ra nha, nó sẽ tự động mở ra và nó yêu cầu các bạn đó là connect này, thì các bạn nhấn vào chữ đó là connect này, connect vào là nhá, connect với lại đất trên này, nhấn vào connect này. Đấy, thì sau khi các bạn connect xong thì nó sẽ tự động quay trở lại trên con bot thôi nhá, nó sẽ tự động quay trở lại trên con bot này. Đó, thì sau đó thì sau khi các bạn connect xong thì nó sẽ hiện ra nha. Đây, nó hiện ra một loạt nhiệm vụ cho các bạn làm luôn. Đấy, connect ví xong thì nó sẽ hiện ra một loạt nhiệm vụ cho các bạn làm. Thì ở đây nhiệm vụ cũng khá đơn giản thôi. Các bạn có thể là check in hàng ngày để nhận cái điểm vách này. Đó, daily này, nhiệm vụ daily này là nhiệm vụ hàng ngày. Còn nhiệm vụ là một lần là những cái nhiệm vụ trong cái mục đó là mục on time này này, là những cái nhiệm vụ này các bạn chỉ làm một lần thôi nha. Đấy, làm được một lần thôi nha. Đấy, thì ở phần này thì follow, thì các bạn nhấn vào các bạn follow trên Twitter này, follow này, với lại là watch. Về cái phần watch này thì các bạn chỉ cần nhấn vào rồi các bạn xem sơ qua cái video ở trên YouTube của họ khoảng là vài giây thôi là được nha. Còn về phần like và retweet thì các bạn nhấn vào, các bạn chia sẻ lại trên Twitter. Tiếp theo đó là về phần banner thì follow này, John Channel này, đây là những cái dự án banner với của họ thôi. Phần này thì các bạn chỉ cần nhấn vào thôi, những cái nhiệm vụ này các bạn nhấn vào thôi là được nha. Đấy, để nhận thêm điểm point. Ngoài ra thì các bạn ở bên một home này, các bạn có thể là tap vào con vịt nha, để mình xem thử tap được không nha. Mình tap không được các bạn. Hay. Tại sao mình tap thì nó lại trừ cái điểm point của mình ta? À được này. Hên xui đó các bạn ạ. Ôi, tại sao lại trừ ta? Này táp không được đâu các bạn ạ. Táp lúc bị trừ lúc không à. Lúc lúc thì nó cộng được mà lúc thì nó không. Ok, về phần táp thì chúng ta bỏ qua thôi. Ok, còn về mục red thì các bạn để tiếng red thì các bạn có thể là chọn qua cái mục đó là mục friend này này. Đó, rồi nhấn vào chữ invite friend. Thì sau đó các bạn nhấn vào chữ copy link, đó là nó tự động copy lại cái link red của các bạn, còn không thì các bạn nhấn vào chữ biểu tượng copy này, các bạn copy lại, đó nó sẽ copy lại cái link red của các bạn. Ngoài ra thì nếu mà các bạn tuyển đi tuyển red đó, thì hên xui các bạn sẽ nhận được đó là một cái watch box nha, một cái box của cái dự án. Thì box này chắc cũng mở ra những cái điểm boy thôi hay là mở ra cái gì đó thì mình cũng không có rõ. Ok, thì cái dự án này thì các bạn có thể là check in hàng ngày nha. Ok, thì về cái con bot này nè, các bạn lưu ý là về cái con bot này thì các bạn có thể là sau áo thì các bạn có thể là chọn vào con một bot này, các bạn vào con bot lại nha. Các bạn vào con bot thì khi mà các bạn nhấn vào link đó, mình cho link thì các bạn nhấn vào link thì nó tự động mở ra, nó vào trong cho các bạn. Tuy nhiên để tìm lại con bot đó thì các bạn chỉ cần nhấn vào cái tìm còn lại cái con bot đó là Dutch Chain này thôi, các bạn nhấn vào nha. Đó, thì trong con bot này các bạn sẽ có dòng thông tin đó là sign for này, đăng ký này, thì các bạn nhấn vào chữ là sign for digital restraint này. Đó, nhấn vào để các bạn đăng ký nha, congrats đăng ký này. Đó, xin interface rồi, là cái đó là đăng ký để chúng ta là hoàn thành những cái nhiệm vụ bên trong đó, như vậy là xong thôi. Còn nếu mà các bạn muốn vào trong á, thì các bạn chỉ cần nhấn vào chữ là join forward này, cái dòng thứ hai này, join forward này, đó thì nó sẽ mở ra cho các bạn thôi nha. Đó, trong này thì các bạn có thể là điểm điểm danh hàng ngày làm những cái task này nha. Đó, ok, thì ở đây thì như vậy là như hai dự án đã xong. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn một tí nha, mình cập nhật một tí, đó là hướng dẫn mọi người cách tạo folder như mình này nè. Có nghĩa là chia cái folder trên Telegram của bạn ra là riêng, đó là ra là bằng là một tin nhắn này,
với lại là một bot này nha, với lại là channel hoặc là group thì nó sẽ riêng ra. Có nghĩa là khi mà các bạn tạo tạo xong á thì những cái tin nhắn mà ai gửi cho đó cho các bạn á thì nó sẽ ở bên một tin nhắn. Còn về tất cả những con bot á thì nó sẽ nằm ở bên cái một bot này nha. Hoặc là channel thì những cái channel thì các bạn có thể là qua channel để các bạn xem những cái channel mà các bạn đã join. Còn group thì các bạn cũng tương tự như là channel thôi nha. Các bạn có thể là xem những cái group mà các bạn đã join vào. Đấy. Thì để tạo ở trên điện thoại, đưa trên điện thoại như thế này thì để tạo được á, các bạn chỉ cần nhấn vào chữ exit này. Đợi mình tí, sorry các bạn. Các bạn nhấn vào chữ exit này. Sorry. Thì để tạo được ở trên điện thoại á thì các bạn nhấn vào chữ setting này nha. Các bạn nhấn vào chữ setting, các bạn chọn vào một setting rồi các bạn kéo xuống bên dưới. Thì phía bên dưới này các bạn sẽ thấy được cái chữ đó là chat folder nha. Các bạn sẽ thấy được cái mục chat folder như thế này, các bạn nhấn vào. Đấy. Thì bây giờ các bạn muốn tạo folder bằng bot đi thì các bạn nhấn vào chữ là create a folder này. Đấy. Sau đó thì các bạn tạo một cái folder name bất kỳ, chẳng hạn như là đào boy đi. Đó, đào boy hay là cái gì đó tùy các bạn thôi. Tiếp theo đó là ở phần là include, có nghĩa là thêm vào nha. Thêm vào thì các bạn nhấn vào chữ là cái dòng đầu tiên là include chat này nè. Thì các bạn nhấn vào a giờ chat giúp mình. Rồi các bạn chọn cho mình đó là boss nha. Các bạn chọn cho mình là boss. Đấy. Thì sau khi các bạn chọn boss xong thì các bạn nhấn nút done. Đấy. Tiếp theo đó thì những cái dòng cuối thì các bạn không cần làm gì nữa nha. Các bạn chỉ cần chọn một boss thôi. Tên tên là Dao Boy thì rồi các bạn nhấn vào chữ là create. Đó, như vậy là các bạn đã tạo thành công, các bạn quay trở lại này. Đó, các bạn quay trở lại này. Các bạn quay trở lại thì các bạn sẽ thấy được cái mục của các bạn này, đó là cái mục Dao Boy nha, bằng boss thì những con boss này. Đó, thì những cái nào liên quan đến boss bằng link boss á thì nó sẽ hiện ra ở trong mục boss của các bạn, đó. Đây này. Con boss các bạn sẽ thấy được những con boss của các bạn này. Đấy nha. Thì ở đây thì ví dụ nếu mà các bạn muốn ghim những con boss nào và ghim những con boss trong đây nó khá là nhiều boss, tại vì các bạn làm nhiều boss thì nó sẽ xuất hiện ra boss khá là nhiều. Nếu mà các bạn muốn pin lên á, các bạn muốn ghim con boss nào lên trên đầu rồi này thì các bạn chỉ cần nhấn vào thôi nha. Trên điện thoại thì các bạn nhấn vào con boss đó này, nhấn giữ này, sau đó các bạn nhấn vào nút pin này đó để ghim nó lên đầu. Tiếp theo đó các bạn tiếp tục ghim những cái dự án mà những con boss mà các bạn đang làm á đó, các bạn pin lên trên đầu nhé. Các bạn cứ pin lên thôi đấy, nhấn giữ vào con boss rồi các bạn pin lên thôi đó, pin lên những cái dự án nào các bạn đang làm thì các bạn pin thôi. Còn đối với bạn nào mà đang sử dụng PC như mình nha, bạn nào mà đang sử dụng Telegram trên PC như mình thì có thể là tạo folder như sau. Các bạn có thể là tạo folder thì ở trong phòng này thì các bạn có thể là tạo, các bạn trên ứng dụng Telegram này thì các bạn nhấn vào chữ là exit này nha, nhấn vào chữ exit này. Thì trong exit này các bạn nhấn vào chữ đó là create new folder. Đấy, thì cũng tương tự thôi, các bạn đặt tên nha. Đặt tên này. Đào boy gì đó hay là bot, bot đào boy gì đó để các bạn thôi. Tiếp theo là một kêu lên chat thì các bạn nhấn vào chữ là nút a giờ chat này. Đó, rồi các bạn chọn cho mình là boss. Đó, rồi các bạn nhấn nút save lại. Đấy, rồi các bạn nhấn vào chữ đó là create. Đó, như vậy là các bạn đã tạo xong cái folder nha. Đây, đào boy đây nha, boss đào boy đó. Thì trong đây thì các bạn muốn xem thì các bạn chỉ cần chọn qua con boss thôi đó, các bạn sẽ thấy được những con boss mà tất cả những con boss đó. Các bạn muốn pin lên thì các bạn chỉ cần là chuột trái vào con boss đó thôi rồi các bạn pin lên trên này đó, chuột trái chuột phải chứ, sorry các bạn. Các bạn muốn trên trên máy tính thì các bạn muốn ghim cái con boss nào lên trên thì các bạn chỉ cần là di chuyển con chuột vào con boss đó rồi nhấn chuột phải rồi các bạn nhấn nút pin thì nó sẽ đưa những con boss đó lên trên nha. Đó, để các bạn dễ kiểm soát hơn thôi. Ok, thì như vậy là cái video mình hướng dẫn mọi người tham gia vào hai cái dự án mới là Sidekick và Dust Jam thì đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem, hẹn các bạn ở video tiếp theo.